Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay những video tiếp theo về tựa game Tết One Piece. Phải nói rất là lâu luôn rồi anh em. Nửa tháng nay thì mình đã không chơi cái tựa game này do lỗi lùng quá là nhiều ha anh em. Và hiện tại thì mình vô lại cái tựa game này đó, mình thấy nó không còn lỗi giống như lúc trước mình quay video nữa anh em à. Lúc trước mình quay video cho anh em video cuối cùng về cái tựa game Tết One Piece này đó, thì anh em xuất hiện ở đảo Luffy ship chồng làm như là bắt cái thang lên hỏi ông trời vậy anh em. Còn bây giờ thì mình cảm thấy là nó hơi khỏe một tí rồi ha. Nhưng mà mình cảm thấy nó hơi bị ngứa mắt một tí anh em. Là tại vì cái dòng chữ phía dưới đây này ha, server thêm nè, rồi sau đó là server tắt trong vòng 10 giờ ha. Mình thấy thì nó hơi bị ngứa một tí thôi anh em à, chứ không sao cả ha. Thì hiện tại thì mình biết là cái tựa game này anh em còn chơi nhiều hay không. Mình thấy là cái tựa game này nó giảm người chơi liên tục anh em à. Lúc trước thì cái tựa game này là nó đứng top ở trong One Piece luôn anh em. Hiện tại là mình thấy có một cái tựa game đứng top trong game One Piece, đó chính là One Piece Monolithium. Hiện tại cái tựa game đó mình đang chơi ha. Và xuất hiện nhiều cái tựa game One Piece khác nữa anh em à. Chẳng hạn như Robit, rồi One Piece Grand Trial. Đó, rất là nhiều cái tựa game One Piece. Phải nói là rất nhiều admin đã tập trung làm nhiều về cái tựa game One Piece này ha. Rồi bây giờ thì không linh tinh liên thuyên làm mất thời gian của anh em nữa. Bây giờ thì mình sẽ qua đảo ác quỷ anh em. Qua đảo ác quỷ mình sẽ mua trái ác quỷ mình ăn vào ha. Hiện tại thì mình đang ăn Guranomi anh em à. Và cái số tiền mình có được là 99 triệu anh em. Một cái số tiền tương đối lớn hơn cả cái tựa game One Piece Monolithium ha. Nhưng mà trái ác quỷ mắc thì cái số tiền nó lớn vậy là đúng rồi anh em. 1 triệu rưỡi bi liên trái ác quỷ mà chứ ít ỏi gì anh em. Rồi bây giờ đi nè. Nữa quên nữa anh em. Nhìn thấy cái con nhân vật mình đầu trọc lóc trọc lơ nữa rồi. Quên nữa rồi, thiệt tình chứ. Lúc trước quay ở bên cái tựa game Rubik bỏ tóc đi, bây giờ qua đây dạng cạo đầu đi tu rồi anh em. Game từ lúc trước chơi đến giờ mà anh giờ qua đây lại là cạo đầu luôn. Phải nói là chơi từ một nhân vật mà có tóc đồm đà lên láng anh em, bây giờ thành thầy tu thầy chùa luôn rồi. Và mình thấy là cái game này mình vào mình chơi đó thì ít bạn nào join vào phòng chung với mình ha. Mình thấy lúc trước thì rất nhiều anh em join vào với mình. Hiện tại chắc mình nghĩ là anh em cài One Piece Grand Trial, rồi One Piece Monolithium, rồi Rubik được các kiểu anh em không qua đây nữa rồi. Ít anh em qua quá. Có một số anh em qua chẳng hạn như là bạn Nubengo nè, rồi bạn Hyper Chamber nè ha. Đó, thì có hai bạn này vào chơi chung mình nè. Mình bây giờ là dạng nè, anh cô đơn lè loi nhìn trời em muốn anh sao. Thôi bỏ đi, không thuộc lời. Hồi hát là nó ra cái gì ta, nó ra một cái gì đó nó sai nó lệch lời nữa anh em. Chữ anh em ném đá là mệt lắm. Mấy nay là mình nhận xi măng đá cuội đồ đủ rồi anh em, xây được nguyên biệt thự luôn rồi đó. Rồi bây giờ qua mua trái quỷ này anh em, qua mua trái nào được mình ăn. Mình bây giờ là mình sẽ không xài Gura nữa anh em à. Trái nào mà có thể bay được. Bây giờ game này nó cũng đã nát hết rồi. Ủa, già này nó không có mặt hả già? Ủa già này nó admin làm gì mất cái mặt của con chả rồi anh em. À lộn. Trời ơi thiệt. Nhìn y như anh em sung sinh này anh em. Như một lò đúc ra. Y chang khác gì. Khác có cái áo cái quần thôi. Bây giờ mình bỏ cái áo cái quần ra. Trời ơi giống y chang luôn. Bỏ luôn cái đôi dép lào đang mang này anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mua ha. Lâu quá không mua trái quỷ game này anh em. Cũng lâu nhớ lắm chứ bộ. Nhờ game này mà anh em biết đến channel Trendly Gamer ha. Thì mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ channel mình suốt một cái thời gian khá là dài luôn. Phải nói là channel mình tạo cách đây là 3 tháng 4 tháng rồi mà anh em vẫn liên tục ủng hộ ha. Thì mình không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả anh em và mọi người rất là nhiều ha. Rồi bây giờ thì mình cứ chà mua trái quỷ ra đi anh em. Mua trái quỷ số lượng lớn luôn nè. Mình sẽ ăn Momonomi một lèo cho anh em coi. Mình có hứa với anh em trong những cái clip mà mình quay về cái tựa game Tết One Piece đó anh em. Hứa rất là nhiều luôn. Là mình mua trái quỷ Momonomi để mình ăn tập thể phải không anh em. Rồi ok bây giờ mình sẽ mua trái quỷ mình ăn tập thể cho anh em coi. Rồi chào đại ca bánh mì ha. Hiện tại thì không chắc chết gì được hết bạn à. Nên là không có chào bạn được. Giờ là đang tập trung quay trái quỷ nè. Phải nói là cái tựa game này thì mình nghĩ là anh em vẫn còn chơi. Trời có gì ạ? Gì bạn vô bạn nhấp bằng Robert thì ứng à. Ghê ta. CMDS vẫn được mà. Game này vẫn còn hot mà. Vẫn còn dư dấn đâu đây. Nó đâu có biến mất đâu anh em. Video trên channel mình vẫn còn mà. Có điều là lỗi thời rồi anh em à.
Có điều là nó quá lỗi thời rồi chứ video vẫn còn. Video vẫn còn sống mãi trong lòng anh em thôi. Giờ mua đi, mua đi. Mua số lượng lớn nè, già. Được hai trái rồi. Game, game si tàn rồi già ơi. Làm ơn phát rác quỷ tím nhiều nhiều lên. Càng nhiều càng tốt. Chủ vẫn có nói gì nữa đâu. Ừ, nhiều vô. Đúng rồi. Vô nhiều dữ dội dằn dện luôn vô chứ. Mình sẽ ăn tập thể Momo Anumi đi test cho anh em coi nè. Mình sẽ ăn Momo Anumi ha. Ăn chục trái luôn cho anh em coi. Anh em chưa biết cái sự lợi hại mình ăn Momo Anumi là như thế nào đâu. Mình sẽ giọng lượt tập thể. Anh đầu trọc đẹp trai quá ha. Cạo đầu từ bên cái game Robit tới giờ này chưa có gắn tóc lại nữa. Tóc chưa mọc nổi nữa. Trời ơi, gì mà quá trời bạn vô hả? Mình mới than rên là kêu không ai vào chơi chung mình chứ. Giờ quá trời người vô chơi luôn em. Riết mà mình vui mừng mà đến nỗi là phát sặc luôn. Rồi mua rồi là chưa lại biết giờ còn bung được hay không nữa. Chưa lại. Chúng ta nên biết thế là đủ anh em à. Được ba trái tím này anh em. Để mình coi. Lâu quá rồi nhớ trái quỷ bên đây quá anh em à. Nhớ phải nói là nhớ à. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ trái quỷ bên sự tiết quên biết này không? Oh, Goro, no me. Một trái quỷ mà phải nói là mình cực kỳ yêu thích ở trong cái tựa game One Piece luôn anh em. Từ đầu đến Z là mình yêu thích cái trái quỷ này đó. Rồi, giờ về quỷ nè anh em. Quỷ mình ăn Goro Numi mình cầm chân luôn nè. Đi thôi. Đi chèo xuồng qua bển mình ăn Goro Numi cho anh em coi ha. Đi nào. Tiến bước lòng sông lòng Sài Gòn. Đi thôi, chúng ta cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền. Thôi đi. Qua đảo Tân Thủ, trời ơi, nhìn cái con mình phải nói là gớm ói luôn hả ta. Nhìn nghe là muốn buồn nôn ra rồi. Hèn chi, không phải là mình vui mừng vì anh em vô nin vào chưa chung mình. Mình nháy, mình thấy cái con mình nãy giờ mình mắc sạc mắc ói luôn á anh em. Nhìn thấy gớm thiệt chứ. Ừ ơi, bên kia giang hồ lừng lẫy đẹp trai bao nhiêu, qua đây trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Nhìn tưởng đâu ma cây nhập thể không mà chết rồi. Ủa bây giờ mình ăn Goro Nomi mình làm gì ta? Ủa mình ăn cái trái Goro vô mình làm gì nhờ? Sử dụng chiêu, xài chiêu đúng rồi. Đúng, hợp lý. Rồi có ai ăn trái quỷ không? Có ai chưa có trái ác quỷ không? Sao mình thấy mấy nay sao dạng héo quá à trời. Vô game này anh em nào cũng có trái quỷ hết rồi. Trời có gì vậy? Trong Pika bay kìa anh em, Pika đó full điểm. Hyper Chamber, bạn đó chắc có rồi. Mình bây giờ mình ăn Goro trước cả đã anh em. Rồi mình tiến cái gì mình tiến ha. Mình dạng mình ghiền Goro lắm. Lúc trước là mình mê Goro và từ trong trứng mê ra rồi. Hiện tại là mình chưa full nề, chưa mát điểm. Để nào mình rảnh rang mình sẽ review full điểm cho anh em. Nhưng mà mình nghĩ là rất nhiều channel đã làm rồi. Nên là anh em cũng không cần mình review đâu. Cái gì vậy? Cái gì dính đọt cây rồi. Đang đi lướt lướt cái dính đọt cây anh em. Đó quỷ rồi đó. Nó giọng vô. Đâu Goro đâu? Goro đâu? Nó nè. Goro no me. Oh my god. Nó đã gì đâu đâu á. Rồi có Goro rồi. Nó te le. Chủ yếu là Goro là lấy cái te le này thôi. Nó á, làm như là người mới biết chơi tự game này anh em. Ăn được trái quỷ mừng phấn chấn khoái chí. Anh ăn Goro hả trời ơi. Không thấy anh ăn ha chi hỏi vậy. Ăn tán giọng rồi đâu á. Còn nè. Gì đây Gachu với Suna. Hai trái này làm ăn gì trời. Rồi Haki bá dương luôn. Nằm sắp like hết. Có Haki bá dương mình chưa review đó anh em. Thiệt. Game này có Haki bá dương mình chưa review rồi. Còn nhiều review hết rồi. Suna nè. Đó Suna. À Suna không? Ai ăn Suna Numi không? Trái quỷ thuộc hệ Paramecia giống như ở bên One Piece Molest âm nữa. Nói ra cho anh em chữ nữa. Chứ sao trái này giờ. Giờ Paramecia còn gì nữa. Nói ra thế nào cũng bị ăn gạch ăn đá. Thôi. Logia nha anh em, xin lỗi anh em nhiều nha. Trái này là Logia chứ không phải là Paramecia.
mình kêu Suna Suna do anh thần thoại nữa bị chữ nữa. Dạo này muốn chọc cho anh em ném gạch đá chứ. Dạo này rảnh quá mà không biết làm gì. Đâu Goro Ronomi. Giờ không ai thèm lấy trái quỷ từ mình luôn. Đâu bạn này có trái quỷ chưa? Cầm bi, cầm cái bi xe tô chém nè, dí chém đít nè. Gì vậy? Có trái quỷ chưa? Có rồi mà. Ủa cho trái quỷ đi mà. Ủa sao mình chém chết ngắt chết queo rồi. Nè lấy không? Giờ cho miễn phí khuyến mãi luôn á, đó lấy đi. Cho Suna luôn, đem dọc biển luôn hả? À, ăn liền luôn hả? Ủa bạn đó chưa có thiệt luôn á hả? Ok á. Ờ đúng rồi anh em, mà đó chưa có thiệt. Làm gì mà bắn đít bằng đó, cái hài hiếp bằng đó dữ rồi. Rồi go. Cái Suna dữ lắm chứ bộ, chả chơi đâu. Lúc trước cũng quy chấn giang hồ một phương đấy. Giờ còn ga sư. Đó, nhất là cái dòng đó anh em. Cái dòng khốn nạn đó. Mình cực kỳ ghét cái dòng luôn á. Hút vô đá bập. Nghe điên đầu điên ngóc. Coi mình gom được gì ha. Mình hiện tại là mình có được bao nhiêu trái quỷ ta. Lâu lâu vô đây chơi lại thôi anh em, chứ mình biết là mình quay video này cũng chả ai coi đâu. Đâu coi. Trái nè, đu cu. Lúc trước là phải nói là từ khi mà khai thiên lập địa chơi cái game này á, mấy video đầu trời ơi có trái này ăn phải nói là một chấm chiếm. Rồi dục một thằng không thèm. Kể đến nè, đi nè, đi dạng đi giấu trái quỷ nè. Giấu đi, giấu trái quỷ đi, anh em nào lụm được người đó ăn ha. Rồi tiếp. Bari là phải mọc trên mấy cái ngọn cây xanh vậy nè, nó dục vô. Đó, trái quỷ giờ dục lăn lóc không anh em nào vô lụm hết. Lúc trước là anh em vào anh em lụm anh em lua dữ lắm. Đó, dục dưới gốc cây làm như trái quỷ rụng. Trái quỷ giờ rụng khắp nơi anh em à. Tiếp tục. Giờ coi như là vô cái game này chơi vui thôi. Nếu mà anh em nào muốn mình quay video này hãy comment bên dưới ha. Quay video về cái tựa game này hãy comment bên dưới. Nói chung là giờ không còn gì để quay hết anh em à. Quay vui là chính thôi. Đó, giờ dục trái quỷ vung vãi khắp nơi. Bạn này có chưa ạ? Bây giờ khỏi hỏi là bạn đó có chưa. Rồi xong luôn. Chém sao rụt tùng rồi. Gì em? Gì em chưa có thôi, để ca anh mì đừng có quýnh nữa. Đừng đánh nữa em. Để cho mấy bạn đó lấy trái quỷ đi. Đã đá đít mấy bạn đó hoài. Nè anh cho nè. Giờ khỏi cần kiểm tra kiểm chứng gì hết. Nè. Ăn gà sư vô. Rồi ăn thiệt luôn hả? Ủa sao mà nay mấy bạn thiếu trái quỷ dữ ta. Mình cảm thấy có gì đó nó sai trầm trọng luôn á ta. Ở đây một bạn nữa nè, trời đất ơi. Gì nhiều dữ vậy. Riết bây giờ mình không chơi game này sao mà giờ mình đưa trái quỷ nào anh em cũng ăn luôn á. Mình cũng biết là lúc trước là anh em có trái quỷ hay không. Mà giờ mình đưa là anh em ăn, mình đưa là anh em ăn. Có lý gì ta, giờ chơi lại game này vui nha. Đây đó. Gô mư. Giờ trái quỷ nằm lăn lóc, lăn lộn khắp nơi anh em à. Trái quỷ giờ trên nóc nhà không có nữa nè. Ờ, nằm trong cái hốc này sao kiếm trời. Trong hốc này mà dục trái quỷ vô đây bá cháy chết lửa. Sao kiếm được. Cái gì vậy? Guru. Làm sao mà có thể. Em xin được Billy rồi. Xin gì em? Giờ tiền đâu anh quỷ anh cho. Ủa chứ nhầm chứ, giờ tiền đâu anh mua anh cho. Chứ nói quỷ cho thì cũng chả hợp lý gì cả. Chừng nào gặp nó đi. Bây giờ mình hiện tại là mình vào trò này mình chơi. Mình dạng mình troll thôi anh em à. Troll vui thôi. Chứ giờ cũng không còn gì để chơi. Ở trái quỷ giờ đi dục la liệt khắp nơi nè. Đó. Lúc trước thật sự anh em coi mấy video đồ đầu của mình đi. Cái trái tàng hình á, trái suke á mình lụm được.
Mình lượm được, mình hỏi cái bạn nào tên Bo Mập á, trời ơi mình có nên ăn hay không. Bạn kêu ăn đi trời ơi. Mình ăn được trái quỷ thiệt sự, mình mừng hết lớn luôn. Sau đó là mình gặp tài cho đu cu, trời ơi mình xài cái trái đu cu mấy ngày liền. Cái gì vậy? Cái gì thênh thênh ngồi đám cỏ xanh dữ vậy? Hơn ngồi chiếu hoa nữa chứ. Rác quỷ giờ nằm mà lăn lóc trên đảo này anh em mà chả ai lụm hết. Lúc trước mà cỡ dày rồi nó thiệt, mình lụm đầy kho luôn anh em. Lúc mà mình chơi tựa game này nè, hứa với anh em luôn á, nếu nếu mà mình gặp cái tình cảnh đi thế này. Giờ gì rác quỷ nằm. Quỷ làm gì mà rụng, rụng mà dạng rụng tập thể. Mấy mấy cái game One Piece kia á, thì rác quỷ không có mua dạng đờm đà lên láng vậy anh em, tại tiền đâu mua á. Cái game này không được, mấy mấy game kia có cho Bailey được đâu bụng. Chụp ra hết. Gom củ á. Đó, chụp ra. Em thấy chưa? Đất quỷ về đông chưa? Hàng ngàn sa số chưa? Anh có quay không? Sao không có á? Quay từ nãy giờ nói như một điên như một khùng vậy nè. Không biết là đăng clip này lên có bị chửi hay không nữa, hay bị ném gạch ném lá phóng phóng lao phóng xào gì hay không nữa. Chắc mình nghĩ là chắc cũng ăn gạch đá đồ dữ dội lắm rồi nha, chứ chả chơi đâu ha. Không sao anh em, chửi chửi không sao, mình dạng này mình chai lắm anh em, lỗ tai mình bị anh em chửi riết quen rồi. Anh nhầm chứ, anh em chửi mình đâu nghe anh em chat chứ, anh em chat mình thấy, mắt mình thấy riết dần quen rồi anh em à. Đó nói vậy nó mới đúng ha. Rồi giờ đi nè, đá quỷ giờ đầy đảo. Giờ ai mà vào cái server này là coi như có trái quỷ ăn ngay. Rồi đi 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 đi, bây giờ lâu quá rồi không qua đảo. À nấp 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 nấp, qua nấp chơi. Vừa ba anh Trần Non hết anh em. Đó vừa ba vừa trưởng vậy nè, nó thiệt. Nó không có bị gì hết anh em à. Đi 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 đi. Đi thôi đi thôi. Rồi xong luôn. Chết rồi, chết mà dạng chết mất xác luôn anh em. Chết mà không tìm thấy xác đâu luôn. Qua kiếm phi rẫm mù coi phi. Cho vài điểm coi. Làm gì làm hiểm quá à. Trời ơi bánh mì Sài Gòn 1.000 ổ là bắn rưa bằng đó không. Bạn đại ca anh mì xem được clip này vài bữa xịp mình vài ổ mì mình ăn coi. Mấy nay dạng nghèo khổ lắm, đói lắm rồi. Thấy đại ca bánh mì là biết là dân bán bánh mì chuyên nghiệp rồi. Bạn có thể nào xịp cho mình vài ổ mấy nay dạng đói lắm rồi. Dạng quả riết bây giờ chuẩn bị ra đường ăn mày ăn xin luôn rồi anh em. Gì đây Phi hả? Phi rẫm mu còn đá đầu liền. Gì Phi rẫm mu người đang dữ rồi. Dữ dữ dữ. Nói thôi, nói giống dữ lắm. 3 điểm gì kỳ vậy? Gì kẹo nút cà lem đâu đây vậy? Mình nhớ là phải hai mấy điểm chứ. Về coi. Cái này mà không mua cái cây kia là không thể nào mà sử dụng thêm được cái chiêu tiếp theo được anh em à. Anh em thấy chưa? Goro Nomi của mình làm cha rồi. Mà có điều là Quýnh lúc Phi rỡ mù này như là phủ rùi vậy nè anh em coi nè. Nó thật sự là quýnh quýnh rỡ mù này không bao giờ mà thấm được hết á. Nó cao su mà thấm thía gì ba cái điện đâu ngay. Tao lại farm vài phá vài cái trời cũng gì vậy? Trời ơi. Này y chang cũng núp luôn anh em. Vãi chứ. Nó thiệt anh em, y chang cũng núp luôn, không khác tí nào luôn á. Mình gì mình xấu tàn xấu tệ vậy trời. Nào nè. Qua núp chơi anh em. Qua núp chơi cái này dạng mình quay đi chơi anh em. Đi qua nấp chơi đi à. Nấp đâu nấp đâu, mấy bạn thì có trái pika bay nhanh rồi này sao chán dữ à. Đi đi ừ bắn ừ, đúng rồi lướt không lướt gió kiểu này nè. Ủa đã đâu núp đâu ta, mình không thấy luôn á. Chuyện ngộ kỳ thời gì vậy?
cứ chơi cái này anh em nhồi ít chơi, nhưng mà mình nghĩ là giờ anh em ít chơi tựa game này lắm, vào chơi vui thôi, mình cũng vậy, buồn quá vào chơi vui thôi anh em. Mà đây đó anh em cứ ít chơi cũng này là anh em đi khỏe ru luôn ha. Mà mình biết là anh em cũng biết rồi, anh em biết chắc. Này rất nhiều bạn comment chỉ mình mà. Mình biết từ những cái comment đó thì mình nghĩ là đa số anh em đều biết cái dạng mánh khóe nhỏ nhỏ như thế này rồi ha. Rồi đây nè, mình xuống mình cho anh em coi nè. Mình cho anh em coi nè, mình là thống lĩnh tụi nó nè. Bị chán không? Có điều là em bự hơn mình tí thôi. Ý chán. Lò đúc ra. Trời đất quỷ thần ơi. Giả trang vậy rồi phải giả này anh em nó. Giả phải giả vậy á. Đen xám đít vậy á. Làm cái gì vậy? Mày. Đó cảnh cáo mày luôn nè. Núp con quýnh núp cha nè. Còn ba con nó làm cái gì vậy? Bắt cái thang lên hỏi ông trời luôn hả? Nè chơi không? Chơi không? Cha quýnh nhìn con không? Vô. Chống. Đó cha dập mặt luôn ở đó. Chống hả? Cha chú đây hả? Này là đại ca đây mà. Đại ca của núp nè, bây giờ anh đây anh nhỏ anh qua làm đại ca này được không? Hả? Chú em nói tiếng coi. Được không? Quýnh lộn lại hả? Nhóm quýnh lại không? Quýnh lại không? Lại làm sao lại? Mua cây bi be, giờ còn bi be hả anh em? Giờ này cũng có một bạn thích cài với cái tựa game này ha. Nói chung là mình nghĩ tựa game này vẫn còn rất nhiều anh em muốn chơi. Tại vì mình thấy anh em nạp tiền vô mua phòng VIP được các kiểu, chắc là anh em còn chơi, chứ anh em chưa bỏ đâu. Tại vì mấy tựa game kia anh em chơi theo phong trào ham vui thôi, tựa game này vẫn là một cái sụt thôi. Rồi ok tất cả anh em, vậy thì video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm khép lại tại đây ha. Nếu anh em nào muốn mình có một cái video nào đó về tựa game Tick One Beat thì anh em hãy comment bên dưới, thì mình xem những ý kiến đóng góp của các anh em, là những lời comment của các anh em, sau đó mình xem xét là mình sẽ quay những video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.